Chợ phiên Bắc Hà luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình trải nghiệm vùng đất cao nguyên trắng. Đặc biệt trong phiên chợ đầu tiên của xuân mới, đến với chợ phiên Bắc Hà, du khách có thể cảm nhận được những nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng cao nơi đây. Lần đầu tiên đến chợ phiên Bắc Hà, lại đúng vào phiên đầu tiên của năm mới Quý Mão, bà Nguyễn Thị An Lợi rất ấn tượng với cảnh người bán, người mua tấp nập và những nét rất riêng của văn hóa vùng cao tại chợ. Cô cảm thấy là rất là sung sướng và hồi hộp nữa. Cô thấy cái nét văn hóa đặc sắc ở đây là nó đúng là nó có cái bản sắc dân tộc thật. Mỗi nơi nó có một cái khác. Tháng 5 này cô phải quay trở lại một lần nữa để hưởng mận Bắc Hà. Yêu thích những gian hàng thổ cẩm, nông sản, vật nuôi của địa phương và không khí người mua, kẻ bán tấp nập, nên đi chợ phiên Bắc Hà đã trở thành thói quen của chị Lương Thị Trâm nhiều năm qua. Đầu xuân năm mới tôi thích không khí nó vui vẻ, đầm ấm hơn. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bắc Hà đón 25.000 lượt du khách. Bên cạnh những lễ hội truyền thống thì chợ phiên Bắc Hà là điểm nhấn thu hút khách du lịch. Bản thân người dân nơi đây cũng ý thức được giá trị đặc sắc của phiên chợ, cùng nhau giữ gìn và xây dựng thương hiệu chợ phiên Bắc Hà. Chợ phiên năm nay đông hơn chợ phiên năm ngoái nhiều. Chị thấy năm nay là theo chị hôm nay bán hàng nó cũng được chạy hơn như năm ngoái. Chị cũng chẳng biết làm gì nhiều, bán chị làm một ít bánh dày, bánh chưng, bán tương ớt, rồi các thứ mỗi thứ một tí rồi để phục vụ khách. Tôi muốn là đi chợ mong ước là bán được hàng, gặp nhiều khách trò chuyện vui. Phiên chợ đầu tiên này thì mình cảm nhận được là rất là đông vui, nhiều khách du lịch, chủ yếu là khách người Việt mình. Qua cái phản hồi của khách thì mình thấy là người ta đánh giá cũng nói chung là vẫn giữ được cái bản sắc của vùng cao Bắc Hà. Chợ phiên đầu xuân là không gian văn hóa mang nét đẹp riêng của đồng bào vùng cao Lào Cai. Sự náo nức được thể hiện qua từng lời nói, nụ cười, từng sản vật tươi ngon và cả niềm tin vào một năm mới ấm no hạnh phúc, an lành.